Kính thưa quý vị, phát chết trong vụ ám sát cuối tuần trước, có vẻ như may mắn đang liên tiếp mỉm cười với cựu tổng thống Trump. Ngay sau khi thẩm phán liên bang Florida đồng ý hủy vụ truy tố ông Trump đối với cáo buộc tích trữ tài liệu mật, vị trí ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa đã chính thức gọi tên ông. Tại đêm đầu tiên của Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa tại Milwaukee, Wisconsin, hôm ngày 15 tháng 7, cựu tổng thống Donald Trump đã xuất hiện với một bên tai bị băng trắng yên lặng đứng bên dưới khán đài. Khi đại diện của từng bang tuyên bố sự ủng hộ dành cho ông thông qua những lá phiếu. Sau đó, trong tiếng hò reo vang dội của đám đông, ông Trump dơ cao nắm đấm hướng về phía cử tri, đồng thời bước lên sân khấu để chào đón ứng viên phó tổng thống mới của mình, thượng nghị sĩ J.D. Vance của Ohio. Hình ảnh nắm tay dơ cao của ông Trump từng xuất hiện trong sự kiện hôm 13 tháng 7 tại Pennsylvania, ngay sau khi viên đạn của kẻ ám sát vừa kịp sượt qua vành tay phải và để lại vệt máu dài trên khuôn mặt ông. Trong khoảnh khắc ông Trump được nhân viên bảo vệ, hộ tống ra xe để rời điểm tranh cử, đám đông cũng liên tục hô vang USA, nước Mỹ để cổ vũ cựu Tổng thống. Một ngày sau vụ ám sát cựu Tổng thống đã xuất hiện một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Examiner. Ông tuyên bố rằng quan điểm sống của mình đã thay đổi sau khi may mắn sống sót trong vụ xả súng đồng thời mong muốn tạo nên một sự đổi mới trong cuộc tranh cử năm nay đây là cơ hội để đưa toàn bộ đất nước thậm chí là toàn thế giới lại gần nhau hơn ông trump nói trên trang cá nhân truth social cựu tổng thống cũng chia sẻ với những người ủng hộ rằng ông sẽ tham dự đại hội toàn quốc đảng cộng hòa vì không thể để một kẻ ám sát thay đổi lịch trình của mình hoặc ảnh hưởng đến bất cứ điều gì khác theo các chuyên gia vụ ám sát hụt có thể sẽ tiếp tục khiến cán cân ủng hộ ngả sâu hơn về phía ông trump Đặc biệt là vào thời điểm ông đang có nhiều lợi thế sau đêm tranh luận với người kế nhiệm Joe Biden hồi tháng trước. Theo kết quả của nhiều cuộc thăm dò dư luận, hồi năm 1981, tổng thống Ronald Reagan vốn có xuất thân từ Đảng Cộng hòa đã may mắn thoát chết trong một vụ nổ súng tương tự. Tỷ lệ ủng hộ ông Reagan đã tăng thêm 22 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò dư luận sau vụ ám sát hụt. Ông Trump cũng hoàn toàn có thể thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm nay chính điều này đã làm giảm bớt sự bấp bênh liên quan đến bầu cử tổng thống mỹ giám đốc đầu tư nick ferris của công ty vantage point asset management nhận định và ngay trong đêm đại hội ông trump đã thực sự giành được rất nhiều sự ủng hộ của toàn thể đảng cộng hòa vào thứ bảy quỷ dữ đã đến pennsylvania với một khẩu súng trường nhưng một con sư tử mỹ đã đứng dậy và gầm lên thượng nghị sĩ tim scott của nam carolina ca ngợi ông trump trong khi đó Thống đốc Nam Dakota, Kristi Noem, gọi cựu tổng thống là một chiến binh vì đã dũng cảm đấu tranh chống lại những cuộc luận tội bất công. Việc lựa chọn ông JD Vance, người từng công khai phản đối ông Trump trong quá khứ, làm ứng viên phó tổng thống cũng được xem là một thành công đối với ông Trump. Đặc biệt, việc ông Vance có một người vợ da màu cũng giúp xóa nhòa phần nào những điều tiếng liên quan đến các phát ngôn phân biệt chủng tộc của ông Trump trong quá khứ. Sự trở lại của ông Trump tại kỳ đại hội này đã có nhiều bước tiến so với hai lần trước đó. Và những năm 2016 và 2020, ông đã phải đối mặt với những lời chỉ trích trong chính đảng của mình. Ông Trump đã giành được một chiến thắng quan trọng khác vào đầu tuần này khi thẩm phán Alan Cannon của Florida tuyên bố bác bỏ vụ kiện liên quan đến việc tích trữ tài liệu mật. Trước đó, hôm 1 tháng 7, tòa án tối cao Mỹ cũng đồng ý cho ông Trump với tư cách là cựu tổng thống thường quyền miễn trừ truy tố đối với nhiều hành động của mình khi còn đương nhiệm. cáo buộc tích trữ tài liệu mật đang được xét xử tại tòa án liên bang Florida có vẻ là vụ truy tố hình sự đơn giản nhất trong bốn vụ mà ông Trump phải đối mặt. Năm ngoái, ông Trump bị buộc tội cố ý lưu giữ các tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm tại dinh thự Mar-a-Lago sau khi rời nhiệm sở và cản trở nỗ lực của chính phủ nhằm thu hồi các tài liệu này cùng với hai bị cáo đồng phạm là Watt Nota và Carlos de Oliveira. Các cáo buộc chống lại ông Nota và ông de Oliveira cũng bị bác bỏ. Dù công tố viên Jack Smith, người phụ trách vụ án này cho biết, sẽ kháng cáo, nhưng theo cố vấn pháp lý Peter Carr, ngay cả khi kháng cáo thành công, vụ việc vẫn có thể không bao giờ được đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn. Với tốc độ xử lý chậm như vậy, thì có thể đến sau tháng 11, đơn kháng cáo của ông Smith mới được đưa ra xem xét. Nếu được bầu làm tổng thống một lần nữa, ông Trump có thể yêu cầu Bộ Tư pháp bác bỏ vụ án. Thậm chí, ngay cả khi ông Trump không làm vậy, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cấm truy tố một tổng thống đương nhiệm, ông Carr nói. Ông Biden hiện đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan trong sự nghiệp chính trị khi vừa phải lên tiếng bảo vệ ông Trump sau những gì đã xảy ra hôm 13 tháng 7, vừa phải tiếp tục tung các đòn tấn công về phía người tiền nhiệm nhằm giành thêm sự ủng hộ của các cử tri. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng, ông Biden đã yêu cầu cơ quan mật vụ tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho ông Trump. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, trong cuộc phỏng vấn với NBC, tổng thống đương nhiệm lại nhắc đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hồi năm 2021 do những người ủng hộ ông Trump gây ra và tuyên bố của ông về việc không chấp nhận kết quả bầu cử năm 2020. Tuy vậy, theo các chuyên gia, những phát biểu này vẫn chưa phải là những đòn tấn công trực diện có khả năng hạ bệ ông Trump. Hiện ông Biden đang phải đối mặt với quyết định khó khăn về thời điểm tái đấu với ông Trump, một quyết định sẽ bị chi phối bởi thời gian hồi phục của cựu tổng thống. Những gì tổng thống Mỹ có thể tuyên bố hiện nay sẽ chỉ xoay quanh việc đảm bảo an toàn cho người dân trước tình trạng tự do sử dụng súng dẫn đến hành vi ám sát nhân vật chính trị mới đây. Nước Mỹ không bao giờ chấp nhận bất kỳ loại bạo lực nào như thế này, ông Biden nói. Nhiều cử tri đồng cảm với chia sẻ của ông, nhưng tại thời điểm này Lời nói của ông chủ nhà trắng dường như không thể có được sức nặng bằng phát biểu của cựu tổng thống Trump, người vừa thoát chết trong một vụ bạo lực sử dụng súng. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15 tháng 7 đã xuất hiện lần đầu trước công chúng từ sau vụ ám sát hụt khi ông tham dự đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa ở bang Wisconsin. Theo trang tin The Hill, cựu tổng thống Mỹ Trump xuất hiện với tai bên phải được băng bó tiến vào hội trường, tổ chức sự kiện dưới nhiều tiếng gieo hò và vỗ tay từ những người ủng hộ. Ông Trump sau đó lần lượt bắt tay nhà báo Tucker Carlson, các nghị sĩ Cộng hòa Brian Donald, J.D. Vance trước khi tiến về chỗ ngồi. Sau màn biểu diễn ca khúc God Bless the USA, bài hát thường được phát ở phần đầu mỗi sự kiện vận động tranh cử của ông Trump. Đám đông có mặt trong hội trường đã hô vang từ chiến đấu. Nhắc lại những lời mà ông Trump nói với những người ủng hộ sau khi bị trúng đạn trong vụ nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. The Hill cho biết đây là sự kiện công chúng đầu tiên mà ông Trump tham dự kể từ sau vụ ám sát hụt khi viên đạn từ khẩu súng của nghi phạm Thomas Matthew Crooks bay sượt qua đầu cựu Tổng thống Mỹ. Được biết, nghi phạm Crooks, 20 tuổi, là một cư dân ở Bethel Park, thuộc vùng ngoại ô, thành phố Pittsburgh, giàu có, nơi tập trung đông người da trắng tại bang Pennsylvania. Người này sống chung với cha mẹ là các nhân viên xã hội ở nơi cách địa điểm ông Trump tổ chức vận động tranh cử hôm ngày 13 tháng 7 gần 60 km về phía nam.